Hi, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mời tất cả mọi người cùng thưởng thức với mình quả sầu riêng cơm vàng hạt lép này nha. Hiện tại là nó đã chín rồi, mà cái đặc biệt là cái này là nó chín cây nha mọi người. Đó. Ai mà thích ăn sầu riêng thì chắc chắn rất là thích cái loại sầu riêng cơm vàng hạt lép nha. À, cái này nó chín cây nên nó rất là thơm. Wow. Không có chờ đợi gì nữa, bây giờ sẽ mời mọi người cùng mình bỏ nó ra rồi mình thưởng thức xem cái cơm bên trong nó sẽ như thế nào nha. Tại là sầu riêng của mình đã xua khui nó ra xong nha bạn, được có bao nhiêu muối đây thôi. Wow. Mời tất cả mọi người nha. Thơm quá. À, bây giờ mình sẽ ăn muối này trước nha. Thực sự cái sầu riêng nó cái mùi thơm nó rất là nồng luôn. Mời mọi người nha. Béo quá. Sự cái gì béo của nó rất là thanh, ngọt cũng ngọt thanh luôn. Nếu mà để thưởng thức được nguyên cái hương vị của sầu riêng, mình nên ăn từ từ, từ từ để cảm nhận được hết nguyên cái hương vị của nó. Khá là béo, nó béo mà nó ngọt thanh, cảm giác đã lắm. Thực sự mình ăn rồi mình ngửi vô nó vẫn còn rất là thơm. Ngon quá. Lâu lắm rồi mới ăn sầu riêng lại. Thật sự ăn cảm giác vô trong miệng mình nó vừa béo, cảm giác béo béo nhưng mà nó không có ngậy, ngọt ngọt thanh, ngọt thanh ngọt vừa, không phải là cái vị ngọt nhưng ngọt ngay, ngọt như đường. Rất là béo, rất là đã. Ăn sầu riêng thì phải chịu dơ xíu thôi, mình phải bóc tay vậy ăn nó mới ngon. Ngon lắm mọi người ơi. Wow. Thực sự để mà nói là không có từ ngữ nào để diễn tả cái độ ngon của nó ngoài một cái từ béo và ngọt thanh, rất là ngon. Nếu mà cầm nguyên muối mình cho vào miệng mình á, cảm giác nó nhiều quá nó không được ngon. Ăn sầu riêng là phải ăn từ từ để cảm vị được cái độ ngon của nó. Để vô từng miếng nhỏ 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 nhỏ
cảm giác được hết cái vị ngon, vị béo, vị ngọt của nó. Ngon lắm mọi người ơi. Wow. Thật sự là cái sầu riêng chín cây ăn nó rất là khác biệt so với cái sầu riêng mà người ta hái nè, tôi nhúng thuốc. Nhúng thuốc nó không có thơm. Mình đi ngang cái chỗ bán sầu riêng, rất là nhiều sầu riêng bán chín có thể ăn liền luôn, nhưng mà nó không có cái vị hương vị đặc trưng của sầu riêng là cái mùi thơm của nó. Còn cái trái sầu riêng mà chín cây như vậy á, mình đi ngang mình nghe mùi thơm nhưng mà nó chưa có rụng. Mình cắt xuống mình đem vô nhà mình để vài hôm cho nó chín hẳn luôn. Là như ở ngoài mà mình chưa kịp đi vô tới trong cửa nhà là đã nghe mùi thơm của trái sầu riêng này rồi. Wow. Mời mọi người nha. Chị béo. Rất là béo. Ngon quá. Cảm giác mãn nguyện. Thực sự rất là ngon luôn mọi người. Quá tuyệt vời. Sự mình cứ ngon đến nỗi mà mình không muốn ăn nhiều, mình muốn ăn một lần ít 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 để mình cảm nhận được cái hết cái vị ngon của nó. Khá là tuyệt vời luôn. Ồ, xem rớt. Bóc nguyên muối lên cho mọi người xem luôn nè. Để này văng bên đây. Cảm giác rất là béo. Ngon. Phải nói là lâu lắm rồi mới được ăn một trái sầu riêng ngon như vậy. Sầu riêng ngoài cái mình chẻ trái ra mình ăn muối như vậy thì còn rất là nhiều cách để mình ăn nữa. Có thể là mình đem mình dầm nước đá nè, dầm nước đá với đậu xanh ăn cũng rất là ngon. Đặc biệt sầu riêng làm bánh bía. Mỗi lần các bạn ăn bánh bía thì bạn có nghe cái mùi sầu riêng đúng không? Bánh bía sầu riêng đặc biệt của Sóc Trăng rất là nổi tiếng. Không có từ ngữ nào để diễn tả cái độ ngon luôn. Mọi người thấy cái hộp nữa không? Hộp nhỏ xíu à. Bình thường mua cái hộp cái loại sầu riêng lúc nhỏ nhỏ ăn cái hộp nó to lắm. Khi mình ăn sầu riêng xong là còn lại cái hộp này mình đem mình luộc lại. Mình đem mình luộc cái hộp ăn nó kiểu giống như hộp mít vậy. Ngon lắm. Ai muối này để làm muối nào trước đây? Ăn miếng này nha. Ở đây cho mọi người xem nha.
Quá ngon, cảm giác chẳng như cái muối ban đầu, cái gì nó béo nó ngọt. Có một số người tại sao lại không ăn được sầu riêng, là do sầu riêng nó quá thơm, quá thơm mà nó lại nồng nữa, thơm là kiểu thơm nồng luôn, thơm. Nếu mà bạn nào có sử dụng loại dầu thơm Coco Chanel á, đó nó thơm cái mùi kiểu giống như vậy, thơm thơm nồng chứ không phải là thơm dịu. Thơm nhiều khi ai mà xài cái dầu thơm đó mình đi ngang mình cảm giác khó chịu luôn, mặc dù nó rất là thơm. Thực sự này là cái sầu riêng này mình ăn vừa phải thôi, ăn nhiều quá cũng không tốt. Nó có một cái chị kia lúc trước đọc báo, chị đã ăn đâu 2-3 trái sầu riêng vậy xong là bị nhập viện luôn á, không biết tại sao nhưng mà ăn nhiều quá là bị nhập viện là không biết lý do luôn. Thể là cái sầu riêng này nó ngon nhưng mà ăn nhầm mấy trái sầu riêng mà người ta nhúng thuốc á, ăn ra ăn xong là cảm giác mình ngủ dậy xong cảm giác cái khô cổ bị đau họng á. Tuyệt vời, quá ngon. Ngon quá mọi người ơi. Các bạn nếu các bạn muốn mình ăn cái gì đó, các món ăn gì đó, các bạn comment bên dưới để mình nếu mà mình thấy cái comment yêu cầu nào mà nhiều nhất mình sẽ ăn cái món đồ ăn đó. Có bạn nào mà hứng thú muốn mình đi quay vườn sầu riêng này cho các bạn xem không ta? Có ai thích không? Nếu mà có bạn nào thích thì comment cho bên dưới luôn nha. Rất tuyệt vời. Quá là ngon. Bữa nay thì trời có gió, bạn thấy sao mấy tàu dừa, tàu lá chuối đông đưa khá là mát luôn. Tới đây thì mình tạm dừng video ở đây nha mọi người. Những ai thích yêu thích video này của mình thì hãy bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm các video tiếp theo hay và hấp dẫn hơn nha. Rồi các bạn có yêu cầu muốn mình làm cái món ăn nào khác hay là ăn cái loại trái cây hay cái món đặc sản gì đó, các bạn comment bên dưới. Nếu mình thấy cái comment của các bạn yêu cầu nhiều cái món đó mình sẽ làm theo mà làm cho các bạn xem nha. Rồi bye.